Sau 5 tháng phản công, nguồn dự trữ của cả Kiev và Moscow đều hao mòn, nhưng dường như Ukraine chỉ có thể làm sứt mẻ hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất cùng với những nội dung bình luận từ các chuyên gia, nhà bình luận quân sự. Bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Nga-Ukraine kiểm đếm nguồn lực cho mùa đông thời chiến. Nga tuyên bố bắn hạ 4 máy bay chiến đấu Ukraine trong một ngày. Nga gia tăng áp lực lên Adika, Kherson. Lãnh đạo Nga-Ukraine kiểm đếm nguồn lực cho mùa đông thời chiến. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden về sự hỗ trợ trong tương lai của Washington dành cho Kiev. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm một căn cứ quân sự gần tiền tuyến. Động thái của hai nhà lãnh đạo diễn ra khi cả Nga và Ukraine đang chuẩn bị cho một mùa đông thời chiến nữa, cũng như các hoạt động trên chiến trường vào năm tới. Gần 20 tháng, giao tranh đã làm hao mòn nguồn lực quân sự của cả hai bên. Xung đột Nga-Ukraine có xu hướng chuyển thành cuộc chiến tiêu hao với việc hai bên tấn công vào các vị trí của nhau khi thời tiết chuyển từ thu sang đông. Các nhà phân tích cho biết, lưu ý rằng có rất ít thay đổi dọc theo chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Ông Zelensky cho biết vào cuối ngày 19 tháng 10 rằng ông đã có cuộc điện đàm với ông Biden về một gói hỗ trợ quan trọng dành cho Ukraine. Sự giúp đỡ của phương Tây là cực kỳ cần thiết cho nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Quả thực sau đó, Nhà Trắng vào hôm 20 tháng 10 đã đệ trình lên Quốc hội xứ sở cờ hoa dự luật về gói viện trợ trị giá 105 tỷ USD cho nhu cầu an ninh quốc gia ở cả Ukraine và Israel, cũng như biên giới nước Mỹ. Ông Biden đang đánh cược rằng những đảng viên Đảng Cộng Hòa phản đối việc viện trợ nhiều hơn cho Ukraine sẽ không bỏ phiếu chống lại dự luật bao gồm 14,3 tỷ USD để giúp Israel trong cuộc xung đột với Hamas. Và ông hy vọng rằng các đảng viên Đảng Dân Chủ Tiến Bộ không muốn ủng hộ các hoạt động quân sự của Israel sẽ không bỏ phiếu chống lại viện trợ bổ sung cho Ukraine. Canh bạc lập pháp đang diễn ra trước tình trạng hai cuộc chiến đang hoành hành ở châu Âu và Trung Đông, trong khi Mỹ, cơ quan dân biểu, đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong nửa tháng qua khi Đảng Cộng Hòa vật lộn để lựa chọn ra Chủ tịch Hạ viện. Nếu Quốc hội Mỹ chấp thuận cách tiếp cận kết hợp của ông Biden, Ukraine sẽ nhận được 61,3 tỷ USD hỗ trợ quân sự và kinh tế. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cam kết mới nhất của Mỹ ủng hộ Ukraine sẽ không mang lại kết quả trong cuộc chiến. Ông nói, ông Biden cho đề cập rằng tất cả những nỗ lực ngăn chặn Nga đó đã được chứng minh là không hiệu quả và chúng sẽ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong tương lai. Ở bên kia Đại Tây Dương, Tổng thống Zelensky cũng đã điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, qua đó gửi lời cảm ơn Berlin về gói viện trợ mới nhất, bao gồm một khẩu đội phòng không Patriot bổ sung, các hệ thống phòng không đất đối không Iris-T mới, cùng nhiều xe tăng phòng không Gepard, cũng như đạn dược cần thiết cho chúng. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng các khẩu đội Patriot trong tay binh sĩ Ukraine sẽ có thể làm được nhiều việc hơn trong mùa đông này, ông Zelensky nói trong bài phát biểu video. Ngoài tìm kiếm thêm viện trợ quân sự, Tổng thống Ukraine cũng tới thăm tiền tuyến. Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết rằng nhà lãnh đạo của họ đã đến Kherson và Mykolaiv gặp gỡ quân đội, quan chức địa phương và quân phòng thủ Ukraine. Tại Kherson, ông Zelensky đã thảo luận về tình hình trên chiến trường với Tổng tư lệnh Ukraine Valery Chaluny và một số quan chức quân đội cấp cao khác. Cuộc họp được cho là tập trung vào cuộc chiến ở khu vực Adika, vùng Donetsk và Kupiansk, vùng Kharkiv, các hoạt động của Ukraine ở phía Nam và việc cung cấp vũ khí ở tiền tuyến. Ở Nga, Tổng thống Putin vào cuối ngày 19 tháng 10 đã đến thăm trụ sở quân khu phía Nam ở Rostov-on-Don, biên giới giáp với các khu vực tiền tuyến Donetsk và Lugansk, để nghe báo cáo về tiến độ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Truyền hình nhà nước Nga đưa tin. Truyền hình Nga chiếu cảnh tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy chiến dịch ở Ukraine nói với ông Putin rằng quân đội đang thực hiện nhiệm vụ của mình phù hợp với kế hoạch hoạt động. Ông Putin cho biết trong tuần này rằng cuộc phản công của các lực lượng Ukraine đã hoàn toàn thất bại và những nước phương Tây ủng hộ Ukraine đã bớt diều hâu hơn trước. Các quan chức quân sự cấp cao Ukraine vào hôm 19 tháng 10 cho biết quân đội của họ đang phải đối mặt với một cuộc tấn công mới của Nga tại thành phố Adika ở miền Đông, trong khi đạt được một số tiến bộ trong cuộc phản công ở miền Nam. Sau 5 tháng phản công, nguồn dự trữ của cả Ukraine và Nga đều hao mòn, nhưng dường như Ukraine chỉ có thể làm sứt mẻ hệ thống phòng thủ kiên cố của Moscow. Do đó, hiện là lúc cả hai bên phải vật lộn bổ sung kho dự trữ cho năm 2024. Ukraine đã sử dụng hơn 200.000 viên đạn mỗi tháng, theo ông Jack Woodling, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh Rusi có trụ sở tại London. Sẽ không có đủ đạn dược để duy trì tốc độ tiêu hao này khi kho dự trữ của NATO cạn kiệt và tốc lực sản xuất đạn dược vẫn quá thấp để đáp ứng nhu cầu.
ông Quadling cho biết trong một đánh giá được công bố vào cuối ngày 19 tháng 10. Trong khi đó, hoạt động sản xuất của Nga đã chứng kiến một bước ngoặt, ông Quadling nói. Theo vị chuyên gia tại Russia, sản xuất đạn dược trong nước của Moscow đang tăng trưởng nhanh chóng, đạt hơn 100 tên lửa tầm xa mỗi tháng so với sản lượng 40 tên lửa mỗi tháng cùng kỳ năm trước. Mặc dù cuộc phản công không đạt được tiến bộ đáng kể trước lực lượng phòng thủ đáng gờm của Nga, nhưng nó đã ngăn cản bước tiến của đối phương. Nếu Ukraine có thể tiếp tục gây áp lực, điều đó sẽ giúp kéo căng thêm nguồn nhân lực vốn đã căng thẳng của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, các lực lượng Nga phần lớn thiếu lực lượng dự bị chất lượng cao và đang gặp khó khăn trong việc tạo ra, huấn luyện và triển khai hợp lý lực lượng dự bị để bịt kín các lỗ hổng ở tiền tuyến và theo đuổi các hoạt động tấn công một cách hiệu quả. Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết trong đánh giá mới nhất của mình. Nga tuyên bố bắn hạ 4 máy bay chiến đấu Ukraine trong một ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết phòng không nước này đã bắn hạ 3 tiêm kích MiG-29 và một máy bay tấn công Su-25 của lực lượng vũ trang Ukraine trong một ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 24 giờ qua, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 3 tiêm kích MiG-29 và một máy bay tấn công Su-25. Các máy bay chiến đấu đã bị bắn hạ ở quận Blagodanui, Lozhovoi của vùng Dnipropetrovsk và Chuguev của vùng Kharkov. Ngoài ra, trong ngày 22 tháng 10, phòng không Nga đã phá hủy 30 máy bay không người lái của Ukraine trên các khu vực thuộc miền đông Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, lực lượng vũ trang Nga thông báo vừa phá hủy một đoàn tàu chở đạn dược và quân dự bị của Ukraine ở Konstantinovka, Donetsk. Phóng viên chiến trường người Nga Andrei Rudenko xác nhận cuộc tấn công đã khiến quân nhân Ukraine thiệt hại đáng kể. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga đã phá hủy 508 máy bay chiến đấu Ukraine, 253 máy bay trực thăng, 8.152 máy bay không người lái, 441 hệ thống tên lửa phòng không, 12.869 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.167 hệ thống tên lửa phóng loạt, 6.847 pháo và súng cối, cũng như 14.567 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Nga gia tăng áp lực lên Adyka, Kherson. Các lực lượng Nga đã duy trì áp lực không ngừng lên thị trấn Adyka ở phía đông và tăng cường pháo kích ở khu vực phía nam Kherson. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong báo cáo tối qua cho biết, quân đội nước này đã đẩy lùi gần 20 cuộc tấn công của Nga quanh Adyka. Thị trấn này được coi là cửa ngõ để Ukraine giành lại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát và phần còn lại của Donbass. Andriy Yusup, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, nói với hãng tin Espresso TV, đúng là Adyka có ý nghĩa quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng Nga làm gia tăng căng thẳng với tuyên bố tiếp quản toàn bộ Donetsk và Luhansk. Kế hoạch của họ đã thất bại, hạn chót đã bị lùi lại. Đây là một giai đoạn căng thẳng khác. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết tình hình ở Adyka và thị trấn Marinka gần đó đặc biệt khó khăn. Có nhiều cuộc tấn công của Nga, nhưng vị trí của chúng tôi vẫn đang được giữ vững. Mỗi ngày chúng ta cần đạt được thành quả cho Ukraine để chống lại các cuộc tấn công của Nga và tiến về phía trước, ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng ngày. Cho dù đó là 1 km hay 500 m, chúng ta phải tiến về phía trước mỗi ngày. Các báo cáo của Nga không đề cập đến Adyka, nhưng mô tả các đợt tấn công thành công nhằm vào các vị trí của Ukraine ở Bakhmut. Tại Kherson, thống đốc khu vực Oleksandr Produkin cho biết đã có các đợt pháo kích. Lực lượng Nga thường xuyên pháo kích các mục tiêu Kherson ở bờ tây sông Dnipro từ các vị trí ở bờ đông, nơi họ rút lui vào cuối năm ngoái. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ báo cáo trong tuần qua rằng các lực lượng Ukraine đã vượt sông Dnipro để giành lại các vị trí mới của riêng họ và truy đuổi lực lượng Nga. Nổ lớn ở Sevastopol. Hãng tin Pravda của Ukraine cho biết một tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea. Cùng lúc đó, cảnh báo không kích đã được phát đi. Pravda tiết lộ các vụ nổ và phóng tên lửa đã được ghi nhận ở Sevastopol, một cơ sở ở gần vịnh Kochacha bị cháy. Tuy nhiên, thống đốc Sevastopol, ông Mikhail Zavozaev khẳng định không có vụ nổ nào trong thành phố và hệ thống phòng không không được kích hoạt. Lực lượng phòng không đã ở trong tình trạng báo động, nhưng hôm nay không có mục tiêu nào. Nhưng hôm nay không có mục tiêu trên không nào tiếp cận được chúng tôi. Đây là một cách để đối phương cường điệu hóa và khiến người dân lo lắng. Trước đó cùng ngày, Vladimir Sander, quan chức vùng Kherson tuyên bố ba tên lửa của Ukraine đã bị đánh chặn trên khu vực này khi đang tiếp cận Crimea. Cụ thể, các tên lửa bị đánh chặn trên quận Hennichesk ở Kherson trong khoảng thời gian từ 16:45 đến 17:30. Cảnh báo không kích đã được đưa ra ở Sevastopol lúc khoảng 16 giờ. Giao thông trên cầu Crimea đã bị đình chỉ. Nga bắn hạ 30 máy bay không người lái của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 30 máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Donbass, Zaporozhye và Kherson.
Ngoài ra, 8 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS của Mỹ và 4 hệ thống phóng loạt Uragan cũng đã bị đánh chặn. Đến đây cũng là lúc Quỳnh Anh phải nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho kênh Tin Tức Việt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại.